Vâng, em Quốc Hùng Thập Bát Bình Định xin chào toàn thể tất cả các tất cả anh em. Thì tiếp tục video thì được sự ủng hộ của tất cả bác thì bên em test chiếc đời WC Mỹ 2000A. Chiếc đấy lên đường về An Giang nha bác nhá. Và 2000A là một cái sản phẩm rất là chất lượng để tất cả bác chơi gia đình karaoke với công suất là 605W trên mỗi kênh, chạy 32 so và con này thì chạy mạch Class B. Và hàng thì bên em tiến về cho cả bác là hàng rất đẹp nha, giá là 14.500, bên em bao ship tặng kèm theo bộ da 35. Thì hàng bên em vẫn còn hàng, vẫn còn để phục vụ cho tất cả bác. Thì các bác nào yêu thích dòng sản phẩm này thì alo cho em. Những cái dòng sản phẩm PC nhỏ hơn như là 1.500, 1.600 và những cái còn 800 thì bên em vẫn có, với những giá bình dân phân khúc từ 8 triệu, 10 triệu, 13 triệu nha bác nha. Đấy, còn những đời lớn hơn như là 2.500, 3.000, 4.000, 2.500 thì 16 năm, 3.000 là 16 năm và 4.000 là 21 năm nha bác nha. Đấy, thì WC thì bên em còn khá là nhiều, về rất là nhiều nha bác, và hàng luôn có sẵn để phân phối và cung cấp cho tất cả bác chơi. Hàng đều là những hàng tuyển chọn đẹp và chất lượng đến từ Mỹ, và các bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì liên hệ cho Quốc Hùng. Rồi giờ thì em test sản phẩm này để gửi tới bác khách ở An Giang, và chạy điện là 230V nha bác nha. Rồi giờ lên là nhảy chiếc xe màu vàng nha bác nha, lên nhạc luôn. Ok nha bác nha, kính hai này. Đổ nước kia bác nhé. Em yêu sợ. Xin lỗi các bác nha, mới nhập mạng nên là có tí về cái quảng cáo em tắt lên là. Chỉ với 200. Rồi, lên lại nha. Các bác vừa nghe qua chất âm
cực kỳ là hay của sản phẩm QC nha bác nha. Đấy, với cái cấu hình này thì con này thì nó đánh cái tiếng bass ra cực kỳ là lực và canh nha bác. Các bác nào yêu thích thích bass bạo lực, bass mạnh, sâu, uy lực thì các bác nên chọn những sản phẩm như là QC Reveler. Đấy, thì nó sẽ cho các bác trải nghiệm được cái tiếng bass nó mạnh và sâu uy lực như thế nào. Đấy. Vâng, và QC MX 2000A dòng chi xanh với giá là 14.500. Các bác nào còn cần thì liên hệ cho cô Hùng, em bao ship và tặng kèm theo bộ dao ba lăng. Rất cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại.